Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Hả? Vẩy, vẩy cá. Anh bị dở hơi à? Chết giòn. Dở hơi cái gì mày tách trứng ra? Anh dở hơi không? Điên là tí nữa đừng có ăn nhé. Vẩy cá. Người ta ăn cá phải bỏ vẩy. Mình lấy vẩy để nấu. Mày xin ở đâu ấy? Xin ở đâu? Con hôm qua bắt được đấy. Con cá này đấy. Đủ cho lợn. Mày tao cạo, mày cạo à? Em cạo, anh cạo. Thôi không rồi à. Cạo một cái lợn thì anh thì ăn. Em ăn trứng rán. Mày lọc trứng đi. Ui trứng ngon thế. Tanh tí nữa nó mới hết tanh. Ơ thì anh không được với cả cái chua ấy. Chua gì? Mày biết cái gì? Ờ anh oai rồi đâu biết. Tự xưng. Anh tí nữa anh tự đi mà ăn. Mời mà ăn tao đập chết mày luôn nha. Tránh lộ vừa tay vừa đôi. Người ta ăn cá bỏ vậy, mình lấy vậy ăn. Tao. Tào lao. Người gấy mà tào lao nhá. Đến bà con nhé. Bà con hả? À đấy, mày lấy trứng ra anh. Lấy lòng đỏ nhá. Lấy lòng đỏ trứng đi. Lấy lòng đỏ trứng làm gì? Để làm món. Không biết lấy không? Không biết lấy á? À mà em biết lấy rồi. Em xem trong tivi. Đập ra. Em đi kiếm cái chai á. Đấy, chai đấy cũng được. Cái gì ạ? Được. Đâu? Lấy thế này. Mày phải giữ nó lại. Ôi. Mày làm nát cái trứng. Thôi. Đầy lòng trắng chứ kìa. Em muốn nó tròn tròn thế lòng trắng ấy. Mày chưa đấy. Mày lòng trắng. Trắng nhận như đỏ à. Thế anh muốn chưa đấy. Mày làm mà vỡ hết rồi chẳng biết. Trắng với chả đỏ. Cho thêm trứng vào. Thế thôi. Để em đi ăn trứng cho anh ăn vậy. Vỡ vẩn. Ngắt luôn. Vừa thôi. Rồi, thế thôi. Mày làm bánh à? Em cho bột chiên chủ nhé. Ui, mày điên à? Từ, bình tĩnh. Thế thôi. Tao đập cho mình một phát bây giờ. Cái nhiều quá thì ngon. Thôi được rồi, thế thôi. Mày... Trời ơi, còn gì? Nhưng mày ăn bánh hay ăn vảy cá ấy? Ăn bánh. Thế thì đi ra quán mà ăn. Ngày khi là chúng để ai quả ốc là ăn có đồ. Rồi, đó là vảy cá gì nó mút à? Hả? Gì nó mút à? Mút gì? Mày ăn vây cá mập bao giờ chưa? Được ăn nhiều bây giờ. Mình không có vây cá mập thì mình ăn vây. Vây cá trôi. Vây cá trôi. Vây cá mập, anh hứa là anh cho em ăn vây cá mập nhé. Hả? Đấy. Anh hứa là cho ăn vây cá mập đấy. Đấy. Anh đừng có sao. Được cái mồm. Vâng, mồm. Bảo cho anh vây cá mập, quay cho tôi. Phải không nữa, anh gửi vây cá mập ăn. Anh ngay thua vây cá mập cho ăn. Ủa, nhiều thế nhỉ? Trong ba đút. Mẹ thằng lươn.
chưa? Trong này con gái ơi là đang cả tổ tiến này, cái gấu mập này, bầu ngư cái gì nó nọ cái kia. Cái đó nó phải từ từ chứ, mày cứ muốn ăn cái gì là cứ như kiểu ra đồng bắt được luôn ấy. Trời ơi, anh còn đi bắt được cả cuồng đấy. Tao bắt được đâu, cho anh. Chứ anh phải bắt được. Tào lao. Thấy chưa, ngon chưa? Mày cứ đợi đấy mà xem món siêu phẩm. Ngon. Mày cắm mập gọi là cụ, mày hiểu không? Thì em đã được ăn bao giờ đó mà bảo vây cắm mập gọi là cụ. Chứa chuông. Chuồng, cứ đợi đấy. Đào lao. Anh đã được ăn với cháu ở trường rồi. Sắp. Sắp rồi á? Ừ. Lấy đâu? Lấy đâu, còn lâu tao mới biết được. Lấy bạn anh cho à? Mày thèm khát như thế kìa. Thèm, anh bảo anh cho mua cho em ăn mà. Với cháu cái gì đấy, lấy cái gì ra đây để được, sắp được rồi. Bào ngư các kiểu này. Trong các loại hải sản nữa này. Sao hải sản? Ôi thôi. Hải sản nước cháy. Chứ được. Không ăn được. Nhiều trứng quá. Các bạn không nghe. Chắc chỉ cho lợn. Chó không ăn được. Bạn ngu đúng này đấy. Chắc chơi chưa? Ngon. Được, ngon. Xin đứng lên đi nữa. Bim bim giảm. Miếng. Ngon thế đấy. Ôi sao nó bùng bọt ăn cái gì nhỉ? Trứng nhiều quá thì cái gì? Tào lao. Trứng là trứng chứ trứng là bọt à? Cái đừng lại cho thêm trứng vào đây. Như tầm mỡ áo nào ăn tầm mỡ. Tao thèm tầm mỡ. Đâu đây anh nè. Hả? Tầm mỡ nấu là sẵn. Tầm mỡ nấu là sẵn á? Ừ. Sẵn thì sao tao chưa được ăn cái món đấy nhỉ? Sao sẵn chua ấy. Ừ, mài nhá. Thèm. À, tuyệt vời. Thì lên mà đi. Anh cho em uống nước sôi. Nước ngọt đấy mà. Bánh nước ngọt từ hôm qua thừa mà. Thừa gì? Nước sôi à? Thôi chén đây. Tôi uống tạm nước sôi được. Chị. Mày mút nước ngọt nhiều quá béo hứ là. Chén đây rồi đấy. Mời tất cả mọi người miếng này là. Mời tất cả mọi người món vẩy chó nhé. Chó đi. Vẩy này chạy ngay em cảm thấy nước chó. Giỏi lắm. Ngon đấy. Chăm mày chăm. Đấy, nước ngọt đây uống đi nhá. Tao tưởng chán nước ngọt hôm qua của mày, mày lại mua hết rồi à? Thơm hết các bạn. Giòn, thơm béo. Em chỉ ăn với trứng rồi chả thích. Tại trứng mày làm cả lòng trắng vào nó thì đầy rồi. Không lòng đỏ không thì ngon. Mày cứ để tao hút lấy lòng đỏ nó rồi đấy. Anh đi tin tôi. Mày không xem TV à? Đấy là lý thuyết rồi. Còn thức anh nó khác đấy ạ. Tí nữa tao hút rồi hả? Ừ. Hả? Thế nào? Nhớ nhá. Mày nhớ đấy. Quay tôi hút thì nó biết kìa. Mày tí nữa. Bây giờ đập 5 quả ra tao hút. Nếu mà được 4 quả nguyên thì sao? Đi. Đó. Thì sao? Đi. Thì sao? Một con gà à? Cái gì cả.
ngon thật các bạn. Chính ra nhiều những cái món này hay hay. Hay ngon nhỉ. Nhưng mà hơi trước tí là cho nhiều trứng quá. Nhìn này. Món điện nói cho thêm 2 quả nữa. 3 quả. Đáng lẽ ra chỉ cho tất cả chỉ 2 quả thôi. Giỏi nhiều trứng thơm mùi ơi ơi. Nó dính hết vào nhau hả? Nó có vị vị là vị cá. Ừ. Hoặc như là các quay vẻ các kiểu. Như là muốn thay muốn chân. Thế chứ là muốn thay muốn chân. Làm nhảm đấy. Rất là tuyệt vời mà. Đó. À, anh ơi, ăn rồi anh này. Đó. Ăn trứng thôi. Trứng ngon, trứng chiên. Trứng chiên. Này, trứng mấy một cưa này. Tao đã bảo rồi. Được. Để tao đi lấy 5 quả trứng, tao mà hút được thì sao? Anh đi hút đi. Ngồi đi lấy nhá. Chị Mọi người im đây nhá. Được, được. Mọi người im đây. Chốt. Rút. Ở nhà luôn. Em cục trứng này ngon nhất. Nào. Đùa, mày lại làm gần hết nửa đĩa rồi. Nào mày cá, bây giờ mày cá cái gì? Đây anh không đi ăn trứng thì ăn đi. Không. Ăn bảy. Tí nữa. Giải quyết cái vụ này trước đã. À, mày cá đi. Cái gì? Hả? Mày cá cái gì? Cá tiếp. Mà đưa hẳn cái chai này thôi. Chơi hẳn công suất. Đây, bây giờ uống nha. Đấy. Ta chơi hẳn công suất lớn. Em uống nha. Đấy. Ai ơi nhỉ? Đấy. Bỏ cái này đi. Nước ngọt ngon lắm bạn. Cái nước ngọt à? Ừ, nước ngọt. Nước mặn là nước ngọt, gì? Nước ngọt. Tao bảo nước ngọt, tao bảo cái gì đâu. Nào, tao bây giờ tao hút được 4 quả thì mày làm sao? Làm sao? Cái này hút dễ hơn nhé, nó còn gây ngăn. Còn mày... cái kia hút được tao không? Tao cũng cần biết. Bây giờ tao đã bảo là tao hút được. Không. Anh mày hút bằng cái kia cơ. Cái này nó có cái tụt luôn ở đây rồi. Cái này em hút được cơ. Được, để tao hút bằng cái kia à. Ôi trời, vỡ mất quả rồi. Ôi trời, không biết. Coi như là bốn quả là... anh thì lấy lại. Bốn quả y như bốn quả. Được, cứ để y. Ta bốn tất. Bốn tay ấy. Xem là lý thuyết có đúng, thực hành có đúng như thế không? Hả? Phá được quả trứng vào đâu? Đập. Ờ được. Trời. Trời. Hãy đập bằng quả trứng đi. Hả? Quả trứng á? Ừ. Được. Đập một quả. Đập. Được. Nhớ nhá. Ừ. Vậy rồi. Nào. Anh tuổi tôm. Tôi đã mang trứng lên đây á. Trứng tí nữa. Không. Có người đi đấy. Không. Hả? Từ từ. Một quả. Hai quả. Anh còn lấy từng quả một cơ mà. Hả? Này anh đi lạc đây. Hai quả ngon nghẻ. Nào. Tao đổ ra đây. Tao đổ ra đây. Tí nữa tao úp lên đầu mày. Hai quả ngon nghẻ. Coi như hai quả ngon nghẻ nhá. Sao lại coi như? Có như hai quả ngon nghẻ thì đúng rồi, bây giờ tao chỉ cần hút hai quả kia nữa là xong. Rồi. Hút này không được nghiêng nhá. Tao hút, không cần biết, miễn là tao hút được lòng đỏ ra. Nào. Này, 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 đập một quả trứng vào đầu này nhá. Tao để ra tạm ra đây. Bây giờ kể cả nó vỡ rồi thì tao... Không, vỡ là không được. Bây giờ em hút được một chục quả. Vỡ thì tao cũng chẳng lấy quả nữa. Vỡ là không được. Không được, chơi là phải chịu nhá. Có chơi có chịu nhá. Đâu? Này tao lại đổ lại cho. Này! Hả? Thì nó đổ ra đất. Chơi bẩn. Nó đổ ra đất. Đấy, coi như cái hai quả này tao hút được rồi. Bây giờ tao hút nốt hai quả này.
Này, này, này. Đóng im. Rồi, bỏ tay ra. Bỏ tay tay đi một. Rồi, nhấc thẳng. Không được nhấc chéo. Nhấc thẳng. Ai nhấc chéo đâu? Ba, ba, đây rồi. Yeah, yeah. Mày, mày, mày chọc nó ra. Mày chọc nó ra. Tao không cần biết. Tao không cần biết. Chẳng tao cần biết. Vừa bị vỡ một quả thôi. Vừa bị vỡ một quả. Còn hai quả nữa. Hả? Còn một quả nữa. Không biết. À còn hai quả nữa. Im. Ngồi im đây. Thế thì anh nhặt nguyên nguyên bốn quả ra bốn chỗ đi. Hả? Nhặt nguyên nguyên bốn quả ra bốn chỗ đi. Tao tao không cần biết. Bây giờ tao chỉ cần hai quả nữa thôi. Không phải rồi. Hả? Thế không phải gì? Đập nguyên quả trứng vào đầu mày nhá. Nguyên nguyên ra bốn cái đĩa. Bốn cái đĩa gì? Nguyên nguyên ra cái đĩa này bỏ ra. Chẳng nhẽ ơi, điền tầng chưa ăn. Thế là chỉ ăn ở đất cũng được mà. Bây giờ nguyên vẹn bốn quả ra bốn đĩa nhưng giờ trở lại không lại. Mày điên à? Tao đã đợi đâu không hả? Nào nào, một quả anh tự làm vỡ. Tự làm vỡ nhưng mà tao chỉ vừa hút vỡ một quả, mày chọc nó ra rồi đấy nhá. Có cái gì mày chọc nhá? Mày chọc, mày vừa chọc lúc nãy sao? Trứng à? Hả? Lúc nãy mày vừa chọc chọc vào cái lòng đỏ của nó cho nó vỡ. Thế? À nào, bây giờ tao còn hai quả nữa. Mày à, hai quả nữa. Thế thôi, không chơi nữa. Anh muốn đi. Út phải đặt bốn quả ra bốn quả. Bây giờ chỉ còn hai quả nữa thôi. Không. Còn hai quả nữa thôi. Đặt vào đâu? Đặt bốn quả ra bốn quả. Đặt nguyên bốn cái lồng đỏ ra đi chưa? Ừ, rồi. Mẹ tao chưa ăn đâu. Tao mà sơn sạch. Sơn sạch. Chai này hít ác rồi. Ha ha ha.